Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Tự truyện tâm linh Nghiệp âm tập tiếp theo qua giọng đọc của Bá Tiến. Chương 16: Tâm sư học đạo tiếp. Thầy Hữu nghe tiếng hát ngân vang mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn ra giữa dòng thăm thẳm mà than rằng: cuộc đời Hữu ta đây, trừ ta sát quỷ bao nhiêu năm, chưa hề có lần nào cảm thấy nặng lòng như bây giờ. Thật tiếc thay cho một nữ nhi có tấm lòng sắc son như nhà ngươi. Hy vọng vong linh của ngươi khi đến nơi tào phủ sẽ biết ăn năn hối cải, tu tập chánh đạo mà sớm ngày được luân hồi chuyển kiếp. Thầy Hữu nói đoạn rồi giơ tay ra, ra dấu cho chàng thanh niên nọ hiểu ý. Chàng thanh niên từ trên phía bờ cát lội ngay xuống dưới nước để hành sự. Nhanh nhẹn là vậy, nhưng khi vừa chạm được một chân xuống dưới dòng thì anh ta bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, như thể có ai đó lôi lại vậy. Thầy Hiếu từ đằng xa quan sát thấy thì lấy làm lo lắng. Lúc này chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là công sức cả buổi coi như đổ sông đổ bể. Chưa kể đến nếu để ngạ quỷ thoái ẩn sẽ nguy hiểm hơn gấp bội. Thầy Hiếu một mặt lội nước chạy về phía bờ cát, mặt khác lại hô hoán đánh động cho mấy người xung quanh đứng ở trên bờ lúc bấy giờ: không ai được lại gần, thằng kia nằm im dưới đấy, đứng dậy là mất vía, hóa đi lập tức đấy. Mấy người ở trên bờ nghe thấy thế thì thất kinh lắm, họ kéo nhau đứng trụm lại thành một túp, lùi về phía sau chừng 2 mét. Khuôn mặt người nào người nấy đều thể hiện rõ sự ái ngại dè chừng. Về phần tôi lúc bấy giờ thì đang tập trung cao độ nhìn về phía hình nhân đang nằm trỏng trơ trên nền cát. Trong tầm mắt của tôi khi ấy không chỉ tồn tại một nam nhân nam và một hình nhân nữ như những gì người khác thấy, mà thêm vào đó một bóng người đen thù lù, lưng gù, tóc ngắn, ngồi sát ngay cạnh hình nhân nữ. Hai tay của hắn ta bưng mặt như thể đang khóc vậy. Kỳ thực lúc ấy bản thân tôi cũng không rõ đó là người hay là ma. Nếu như là người thì chẳng có lý gì lại dại dột đến cạnh hình nhân, làm trái lại lời thầy Hữu vào thời điểm này. Tôi lấy tay lau đi vệt bột đỏ bôi lên dưới mắt trái hồi tối, rồi nhắm mắt phía bên phải để quan sát. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lúc này thì bóng người kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt trái lại, mở mắt phải ra hòng xác định lại một lần nữa dữ liệu của mình, thì than ôi, vừa chập choạng canh sáng canh tối, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Cái thứ quỷ dị toàn thân chỉ đặc sệt một màu đen này, đôi mắt trắng dã không tròng mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Lúc ấy cũng vừa hay thầy Hữu lên đến bờ cát, át hẳn bản thân thầy Hữu cũng nhìn ra được cái thứ tà ma đang xuất hiện ngay bên cạnh này, lập tức lao về phía tôi, một tay che mắt phải của tôi lại, một tay vỗ vào hai bên tai tôi đột đột. Thầy Hữu nói: lần sau có gặp thứ này thì tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó, kẻo coi chừng có ngày mù lòa đấy, câm điếc luôn. Nói xong thầy Hữu quay sang đám thanh niên, tay chỉ thẳng vào mặt người kia phía ngoài cùng mà nói: vong tà từ đâu mà tới đây, sao dám làm điều hỗn hào ở đây chứ, có biết hậu họa của những việc ngươi vừa làm nó lớn thế nào không? Người thanh niên đứng phía ngoài quỳ rạp xuống nền cát, hai tay chắp vào van lại thầy Hữu, mồm lắp bắp nói: kính lạy thầy, con là Đại, một cô cha mẹ từ nhỏ được làm người ở trong nhà của cô Xuân từ nhiều năm trước. Cô Xuân còn chết oan lắm thầy ơi, xin thầy tha cho chúng con đi, thầy làm ơn giải trận pháp cho ba chúng con có cơ hội được thưa thầy. Ý người nữ quỷ kia tên là Xuân à? Sao nó lại chết oan được? Các người có 3 người, sao giờ mới chỉ có 2 người lộ diện? Thầy Hữu vừa nói vừa chỉ tay về phía hình nhân nữ. Người thanh niên ngoài cùng lê hai đầu gối dưới đất tiến lại về với thầy Hiếu, hai tay nắm lấy vạt áo mà rằng: con lạy thầy, quan thành hoàng sắp đi toàn con đây rồi, thầy thâu cô Xuân về rồi con xin được đi theo thầy để thưa chuyện à. Bây giờ mà để lính của quan thành hoàng nhìn thấy được chúng con thì chúng con chỉ còn đường hồn siêu phách lạc mà thôi. Thầy Hiếu trầm ngâm một hồi lâu, quả thực cũng có vài phần kỳ lạ, một tà tinh như xích diệm quỷ chẳng có lý do gì mà mò đến nhà thầy pháp mà không có sự chuẩn bị, trừ phi là có điều gì đó ẩn khúc. Thầy Hữu tỏ ra phân vân lắm, lúc này thì cũng thật là tiến thoái lưỡng nan. Xưa nay trên con đường hành đạo
Thầy Hữu nghiễm nhiên không bao giờ tin vào lời nói của ma quỷ khi hành pháp. Đặc biệt với những loại ma quỷ có âm lực lớn như thế này, nếu như có lỡ để chúng chạy thoát thì tai họa khó mà lường như trước được. Nhưng xem ra vong linh của tên đại này cũng có đôi phần thật thà. Thầy Hữu bèn nói: chi bằng cứ để ta trừ con xích diệm quỷ này rồi tính tiếp. Thầy Hữu chưa dứt lời thì nam thanh niên đó hai tay ghì chặt lấy chân thầy mà thảm thiết kêu van: con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy. Ba người con nay đã mất hết cốt người rồi, có đầu thai chuyển kiếp thì mãi mãi cũng chỉ ở kiếp súc sinh thôi thầy ơi. Thầy làm ơn cho chúng con một cơ hội đi ạ. Sau này dẫu phải thiên luân thập bát tào địa, con cũng cam lòng. Thầy Hữu nghe đến hai từ cốt người thì giật mình, lông mày nhau lại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Thầy Hữu cẩn trọng suy tính được hồi lâu thì chỉ tay về phía ngoài của chàng trai bị ngã ban nãy mà quyết: mấy anh thanh niên ở đây, lại đây, chờ đến khi mặt trời lên rồi thì khiêng cậu kia về nhà. Bị ma xô ngã vào ban đêm thì bắt buộc phải chờ cho đến khi trời sáng mới được cử động, bằng không hồn phách sẽ tổn thương mà dẫn đến mê muội. Còn hình nhân thì để ta xử lý. Nói rồi thầy Hữu quay về phía người thanh niên còn lại đang bị tà nhập, một tay điểm mạnh vào ấn đường, một tay vỗ mạnh vào phía sau lưng của anh ta. Tức thì gã thanh niên lực lưỡng ho lấy ho để, tiếng ho khụ khụ chẳng khác nào của tiếng ho mấy người hữu thọ vậy. Anh ta toan nói thì thầy Hữu gằn lại: không phải nói gì hết, anh lấy xe đèo tôi về ngay. Đến đây thầy Hữu mới quay sang phía hình nhân vẫn đang án binh bất động trên bờ cát, đoạn đánh tiếng cho mẹ con tôi lại gần đó. Thầy Hữu khoán việc: cô này mượn cái xe máy này đèo thằng nhỏ về nhà đi đã, tôi cầm hình nhân này theo sau. Mẹ tôi nghe xong thì giục tôi đi ngay. Trên đoạn đường từ con sông của huyện lỵ về nhà thầy Hữu, mẹ tôi cứ ngắt ngứ định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi ngờ vực lắm, mẹ tôi xưa nay vốn chân thật thà, có gì nói nấy, chẳng bao giờ mẹ giấu giếm hay để bụng bất cứ chuyện gì, đặc biệt là với tôi. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn, bà át hẳn phải cân nhắc cẩn trọng sự tình lắm nên mới phân vân như này được. Tôi ngờ vực, cái sự ngờ vực lên đến tột cùng. Tôi nói với lên hỏi mẹ: mẹ à, mẹ có gì thì cứ nói với con đi, con làm sao thì mẹ con mình cũng tìm cách giải quyết mà. Mẹ tôi nghe vậy nhưng vẫn còn phân vân lắm. Bà buông lại một câu rồi im bặt cho tới lúc về tới nhà thầy Hiếu. Trẻ con thì biết cái gì mà nói cơ chứ, thân còn chẳng nói được cơ mà. Tôi nghe thế thì ấm ức lắm. Mẹ tôi hẳn phải giữ cho mình bí mật nào đó kinh thiên động địa thì mới úp mở đến như vậy. Hơn nữa, điều này chắc chắn liên quan đến mật thiết tới những gì đang xảy ra tại đất thứ kỷ này. Nếu như đó là một câu chuyện ngoài luồng thì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ phải bận lòng đến như vậy. Tôi có dự cảm chẳng lành. Xưa nay người ta vẫn nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nếu thứ gì đó càng mập mờ, càng khó lường thì càng dễ là những thứ tai ương, nghiệp ách. Mẹ tôi dừng xe ở cửa, theo sau là thầy Hữu đang ôm hình nhân vội vã bước vào phía trong. Thầy Hữu đặt hình nhân ở chính giữa sân rồi vào gấp gáp đi vào nhà, đoạn mang ra một nghiên mực và hai tấm giấy bùa phổ lớn hình chữ nhật. Một tấm có họa sẵn hình ông 30 với màu mực đen, nền vàng. Thầy Hữu nhờ chàng trai thanh niên nọ đóng kín cổng chính rồi dán lá bùa ấy lên cổng, sao cho mặt hùm phải quay vào phía trong nhà. Tờ bùa còn lại thì rộng lớn, kích cỡ của nó khi trải ra đất thì cũng phải đủ cho một người ngồi vào chính giữa luôn. Thầy Hữu đặt hình nhân lên tấm bùa đó rồi gọi tôi lại gần: con cố gắng chịu đau nha, ta xin chút máu của con để yểm trần. Tức thì thầy Hữu lấy một cây kim đâm vào đầu hai ngón tay cái và hai ngón chân cái của tôi, rồi đưa cho tôi hai cây nhang mà nói: con chấm máu từ hai ngón tay cái vào hai mép giấy ở phía trước hình nhân, còn máu từ hai ngón chân cái thì chấm vào hai mép giấy ở phía sau. Còn hai cây nhang này con giữ lấy để khi ta giải ấn triệu thỉnh vong quỷ này thì chính con phải châm nhang rồi đâm vào hai hốc mắt của hình nhân. Nhớ cho kỹ, khi ta đọc chú thì mới hành sự, nếu ta không đọc chú thì dù có như nào cũng chớ có bứt dây động rừng. Cái thứ quỷ nữ này tâm lý rất bất ổn định, một khi đã được khai ấn thì rất khó để kiểm soát được ạ. Hễ như có chuyện chẳng lành thì lúc ấy ngay cả đến tính mạng của tất thảy mấy người ở đây
cũng chưa chắc đã giữ được, chứ đừng nói gì là đến việc thỉnh vong về để hỏi chuyện đâu. Dặn dò tôi xong xuôi rồi, thì thầy Hữu quay sang mẹ tôi, ánh mắt có vẻ thăm dò. Hình như chính thầy Hữu cũng đã phần nào cảm nhận được sự khác lạ của mẹ tôi khi bà trở về từ Bà Cát. Thầy Hữu tuy chưa hiểu rõ sự tình lúc này, nhưng cũng đành phải chịu thôi. Bây giờ không phải lúc để đoán già đoán non. Nếu không nhanh chóng hành sự thì chả mấy chốc mà trời sáng. Khi ấy thì lại phải để vạn sự tới tận đêm mai, mà đêm dài thì ắt lắm mộng. Thầy Hữu nghĩ vậy nên mau chóng gọi chàng thanh niên nọ lại gần trước mặt, rồi bắt đầu ngay: Địa linh tam giới, tam biến chư vong, cô hồn thỉnh nhập. Thầy Hữu đọc đi đọc lại câu chú đó tới 3 lần thì mới thấy người thanh niên kia có phản ứng. Anh ta hai tay vỗ ngực thùm thụp, đầu tiên tục lắc sang hai bên, mắt nhắm nghiền, không nói được lời nào. Thầy Hữu thấy thế thì mới hỏi: Vừa mới đây mà đã bị khóa khẩu rồi sao? Nếu đúng thì gật đầu để ta thỉnh lệnh xin khai khẩu. Chàng thanh niên gật đầu liên hồi. Thầy Hữu bắt quyết rồi miết hai tay vào yết hầu của anh ta mà nói: Giờ thì nói đi, ngọn ngành sự việc, ngươi là ai? Sao các ngươi lại bị hàm oan mà chết? Sao các ngươi lại lưu lạc tới đây? Sao các ngươi lại muốn hại gia đình nhà này? Mau! Thầy Hữu gằn giọng. Vong linh ngự trong người gã thanh niên, lúc này ông cũng có vài phần kính trọng thầy Hữu lắm thì phải. Hắn vái thầy Hữu 3 vái rồi mới dám thưa chuyện: Bẩm thầy, con là Nguyễn Văn Đại, một cô cha mẹ từ khi mới lọt lòng, may mắn được nhà cụ Lý ở ngoại thành Hà Nội đem về nuôi. Năm con 13 thì bắt đầu phục vụ việc cho nhà cụ Lý, từ những công việc vặt vãnh trong nhà cho đến chăn trâu cắt cỏ. Năm con 19 thì cô Xuân, con gái của cụ Lý cũng trạc tuổi con, được đính ước với một cậu thiếu gia ở nội thành. Cô Xuân vì phản bội điều này mà nhiều hôm to tiếng với cụ Lý. Có một dạo cô Xuân bỏ cơm bỏ nước cả tuần để tránh mặt cụ Lý, con ngày nào cũng phải lén giấu đồ ăn mang lên cho cô ấy. Lúc ấy thì con mới biết là mình đã động lòng với con gái của ân nhân cứu mạng mình rồi. Bản thân của con thấp kém cũng không xứng, nên con cũng không dám mở lòng. Rồi đến một ngày nọ, gia đình trong nhà hô hoán nhau chạy ra cái giếng nước ở đằng sau. Mấy người nháo nhào thắt dây thừng ngang bụng mà dòng xuống dưới giếng. Con dò hỏi mấy người xung quanh thì mới biết rằng cô Xuân vì cãi nhau với nhà cụ Lý mà uất quá, đá buộc đá bên mình mà nhảy xuống giếng tự tử rồi. Nghe đến đó thì con thần hồn nát thần tính, lao thân về phía miệng giếng, toan nhảy xuống thì mọi người cản lại. Mấy người gia đình thòng dây thừng từ dưới giếng trèo lên cũng lắc đầu bó tay vì con nước ở dưới đó quá sâu cụ ạ. Cụ Lý hiểu hôm sau cũng cho mời đến nào là các nhà khoa học Tây Phương, nào là dân trải lưới lâu năm để lặn xuống dưới con nước để tìm xác cô Xuân, nhưng vẫn mãi không tìm được. Tất cả chỉ ra về với một cái lắc đầu thôi. Cô Xuân mất đâu đó được 2 tuần thì cái Miên, con hầu kề cận của cô Xuân, cũng gieo mình xuống giếng mà tự tử nốt. Từ đó đêm nào người trong nhà cũng thấy có 2 bóng nữ nhân ngồi vắt vưởng trên phía thành giếng mà chải đầu cho nhau. Đó chẳng phải ai khác, chính là hồn ma của cô Xuân và cái Miên. Nhà cụ Lý dạo ấy lấy làm sợ lắm, mời không biết bao nhiêu là thầy pháp về trấn niệm nhưng đều không được. Thầy nào cũng khuyên cụ Lý nên bỏ cái đất này mà đi nơi khác. Duy chỉ có một ông thầy đã đến yểm chú để che mắt, không cho một ai có thể thấy được xương cốt của những người chết dưới giếng đó nữa. Rồi già về là dặn cụ Lý đúng một câu: tránh hậu họa về sau, nên rời đi sớm để toàn mạng. Cụ Lý nghe xong xuôi nên cũng khoan cho gia đình chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Riêng có mình con thì từ khi cô Xuân tự tử cứ thơ thẩn bên ghế giếng sau nhà. Phần vì đau xót cho người mà mình thầm thương trộm nhớ, phần vì cũng chẳng còn lưu luyến gì ở cõi hồng trần này nữa, nên đâm ra nghĩ quẩn, con cũng buông mình xuống con nước dưới giếng mà tự tử ngay trước khi nhà cụ Lý chuyển đi một ngày. Thầy Hữu nghe đến đó thì chỉ biết thở dài mà than thở với trời đất. Trên cõi đời này đúng là chẳng có thứ gì giống như hương vị của tình yêu. Khi ngọt bùi thì có thể cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng bể, rời non lấp biển. Nhưng khi đắng cay, uất hận thì con người ta hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả để giải thoát cho tâm can và trái tim của tình yêu. Hơn thế nữa, tình yêu
cũng có thể khiến cho con người ta trở nên lạc quan, yêu đời khi họ được sống một cách hạnh phúc bên nửa kia của mình. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta phải đằng đẵng trong nỗi nhớ mong, sầu ải trong sự tương phùng, để rồi dẫn đến những suy nghĩ bi quan, quỵ lụy, mà rồi hành động như cô Xuân, như chàng Đạt này. Vong linh đó chỉ tay về phía mẹ con tôi, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Ba người con là ma ở đó cũng được mấy chục năm, thì dòng họ gia đình hai mẹ con nhà kia chuyển đến đất nhà cụ Lý để ở. Ban đầu chúng con không hề có ý định làm hại đến gia đình họ, nhưng cho đến khi chồng của cô nữ kia quyết định xây nhà và mời thầy Pháp về để cúng đất thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Khi ấy, oán niệm của cô Xuân xưa nay do quá lớn nên đã tu luyện thành quỷ tinh ở chốn nhân gian rồi. Một lần vì tác quái ở chân dương gian nên đã bị quỷ sai ở giữa âm phủ bắt xuống điện Diêm La để trị tội. Vị thầy Pháp đến cúng đất năm đó vốn là một người sành sỏi về âm binh, bùa chú. Ông ta đoán biết được ở đây vốn có một tinh quỷ nên đã lên kế hoạch để thâu hồn ba người bọn con về làm tay sai cho ông ta. Ông ta nhân lý do vì muốn di rời xương cốt của cô Xuân để gia chủ liệu sự động thổ nên đã triệu cô Xuân từ dưới thập bát tầng Diêm La lên dương để hỏi chuyện. Tên thầy Pháp đó xem ra cũng cao cường. Cô Xuân vừa lên thì ông ta đã thâu ngay hồn cô lại nhốt mất luôn. Sau đó thì con với cây miên cũng lần lượt bị lừa ý như vậy. Tên thầy Pháp đó đưa chúng con về bản điện nhà hắn, rồi làm phép để chúng con trở thành ma binh, quỷ tướng dưới quyền của hắn. Sau này khi hắn chết đi, chúng con lưu lạc trong nhân gian, mãi mới tìm được về chốn cũ. Cũng đã định nương nhờ cửa Phật, cửa Thánh để tu tập, mong ngày được luân hồi chuyển kiếp, nhưng quả thật là không được. Thầy biết đấy, đến tiên gia khi chết đi cũng còn phải giữ lại cốt tiên thì mới được chuyển thế thành người, thì nói gì đến con người phàm trần. Cũng có những người xương cốt tuy bị thất lạc hay vỡ vụn, nhưng họ may sao lại kêu cầu được gia tiên phổ độ, Phật Thánh nâng đỡ, nên được xét đi tu tập để luân hồi chuyển kiếp. Đằng này xương cốt của chúng con bị yểm, chính chúng con cũng chẳng biết vị trí rõ ràng nó nằm ở đâu. Nếu như khi xuống giữa âm cũng không giữ được cốt người, thì luật âm coi đó là coi thường nhân thể, khinh thường xương cốt, nên dù có được luân hồi cũng chỉ là kiếp xúc sinh. Vong linh nói đến đây thì thầy hướng quá to: người dám nói cửa thần phù không đứng ra trợ duyên tiếp phúc cho nhà các ngươi ư? Đúng là hỗn hảo. Xưa nay chẳng có Phật Thánh nào là không nâng đỡ cho sinh linh vạn vật cả. Cái chính là các ngươi có nhất tâm hay không thôi, có niềm tin vào nơi cửa đèn cửa phù hay không, hay chỉ đơn thuần là lũ tà quỷ mất đi phương trì cốt cách mà quấy nhiễu dương gian. Ấy vậy thì dù có thực thể đàn lễ vuông tròn đến đâu đi nữa cũng chẳng Phật Thánh nào giúp được các ngươi đâu. Hãy nhớ, Phật Thánh chỉ chứng tâm chứ cũng chẳng chứng lễ đâu. Dù là người hay quỷ, khi nhất tâm cầu đạo thì vạn sự ắt sẽ hành thông. Ba người nay đã đến đây kể rõ sự tình thì hữu ta cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Các ngươi vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, ta quả thực là rất khó xử. Thầy Hữu nói đến đây thì vong linh của tên đại òa khóc mà lên. Hắn khóc nấc từng cơn, nức nở nghe thật phiền lòng. Vừa khóc, hắn vừa thưa với thầy Hữu rằng: con biết thầy là người đạo pháp cao minh, thầy giúp cho ba đứa con với à? Ngoài thầy ra thì chẳng còn ai có thể giúp chúng con phá được trận đồ yểm cốt này. Đây cũng là một cơ duyên của ba đứa con với thầy. Con xin thầy cho ba đứa con được diện thỉnh thầy để cúi đầu dập lễ trước ân nhân. Thầy Hữu lúc ấy hẳn cũng rối bời lắm. Chính bản thân thầy Hữu cũng chẳng biết nên làm như thế nào để cho mẹ toàn chăm sự đây. Thoạt nghe có giọng nữ nhân có âm vực trong trẻo, thanh mảnh như tiếng chim hót: tiên nữ xin dập đầu cúi lạy đạo nhân. Tự truyện tâm linh nghiệp âm, chương 17, giọng đọc Bá Tiến. Thầy Hữu nghe giọng nữ nhân mà lấy làm kinh ngạc. Chính bản thân thầy Hữu cũng không ngờ tới, ở chốn âm gian vẫn còn những cô hồn dã quỷ hiểu được lễ nghi đạo đại, ăn nói trước sau phép tắc như vậy, quả thật là hiếm gặp. Phải chăng cô là Miên sao? Không ngờ một người tỳ nữ trong thời loạn lạc như cô
lại khéo ăn nói đến như vậy? Thầy Hữu dò hỏi người phụ nữ vừa mới nhập hồn xác vào chàng thanh niên nọ. Âm thế đúng là có nhiều điều cổ quái. Mới đây, chỉ chừng mấy cái chớp mắt thôi, đã có đến 2 vong linh thay phiên nhau nhập xác vào một người phàm trần rồi. Đúng là nếu như không mục sở thị thì khó lòng nào tin được những điều này là thật. Vong linh cô gái thấy thầy Hữu hỏi thì kính cẩn đáp ngay. Dạ thưa vâng ạ, nhi nữ họ Đỗ, tên chỉ có một chữ Miên thôi. Tiểu nữ xưa kia vốn là phường trèo hát, theo cha lang bạt kỳ hồ ra xứ Bắc để mưu sinh. Hai cha con đến vùng ngoại thành thì không ngờ lại gặp phải nạn đói. Cha tiểu nữ vì thấy khó khăn nên đành bạt mạng đi làm phu cho nhà phú hộ để nuôi con. Ngày kiếm được một thì cho tiểu nữ ăn một, ngày kiếm được hai thì cho tiểu nữ ăn hai. Cha tiểu nữ kiếm được bao nhiêu thì dành dụm hết cho con cho cái. Còn bản thân của mình thì cứ mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài. Không lâu sau, vì quá sức mà cha tiểu nữ lâm bệnh nặng. Bản thân tiểu nữ phải bán mình cho nhà cụ Lý để lấy tiền chạy chữa cho cha. Năm ấy may mắn thay, lại được cô Xuân rủ lòng thương, nhận về làm tỳ nữ hầu hạ sớm tối. Được chừng 2 năm thì tình cảm hai người thân nhau như chị em vậy, sống với nhau mà không hề câu nệ đến danh phận chủ tớ. Vong linh nói giọng bùi ngùi lắm, cũng chả trách được cho phận nữ nhi yếu đuối. Thử hỏi, nếu như mang những chuyện đau lòng này trong quá khứ ra thì mấy ai là người không xót lệ cơ chứ? Thầy Hữu nghe đến đây thì cũng mủi lòng. Tuy rằng xưa nay những câu chuyện về sinh tử số phận vốn là chuyện thường thấy của kiếp người, nhưng khi thực sự được nghe, được cảm nhận qua lời kể của người trong cuộc thì mới thấy được nó thấm thía đến từng câu từng chữ. Thầy Hữu từ từ hỏi tiếp. Vậy hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Nếu muốn ta vì câu chuyện của ngươi mà giúp cho cô Xuân để báo nghĩa thì khó lắm. Thầy Hữu như chạm đúng tim đen của vong linh tỷ nữ tên Miên. Cô ta nghe xong thì hốt hoảng dập đầu trước thầy Hữu mà xin rằng. Xin thầy à, thầy là người thông hiểu đạo pháp, thầy thương tình giúp cho ba người chúng con. Dù biết là sẽ khó khăn cho thầy, nhưng chẳng phải tôn chỉ của người học đạo là giúp đời cứu nhân hay sao? Nếu như không thể trọn vẹn cứu được cả ba thì cúi xin thầy hãy cứu lấy cô Xuân đi ạ. Đôi cô ấy thoát khỏi được chân quỷ. Tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của thầy ạ. Thầy Hiếu thầm nghĩ, đây quả thực không phải là một tỷ nữ bình thường mà. Câu chữ của cô ta vừa có phần gãy gọn chuẩn chỉ, vừa có phần như đẩy đối phương vào ngõ cụt vậy. Muốn giúp đỡ thì thật khó, nhưng từ chối thì cũng không đành lòng. Thầy Hiếu trả lời, xem ra thì nữ quỷ tên Xuân này có hai người dám vì cô ta mà quên cả bản thân mình. Xưa nay đúng là kỳ tích trong nhân thế mà. Xét về lý thì năng lực của ta hoàn toàn không đủ để phá giải một trận đồ yểm cốt thực sự. Trận đồ này vốn dĩ không yêu cầu kỹ thuật cao siêu gì, chỉ cần thông thạo và làm đúng một số các đạo chú là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng đáng tiếc rằng càng đơn giản thì lại càng khó giải. Trận đồ này tuy thông dụng về cách dùng, nhưng cách hóa giải của nó âu đã bị thất lạc từ nhiều niên đại về trước rồi. Thôi thì ta sẽ nghĩ cách để cứu vạn sự tình vậy, bằng không thì đành phó mặc cho ý trời thôi. Thầy Hữu nói đến đây thì vừa hay có tiếng gà gáy sáng. Bầu trời đêm chỉ còn lại chút luyến lưu một màng của sắc đêm tĩnh mịch. Bấy giờ trên khoảng sân rộng thênh thang chỉ còn lại 2-4 bóng người. Thầy Hữu, mẹ con tôi và chàng thanh niên nọ. Có vẻ như lúc này ma quỷ đã trở về với thế giới của họ rồi. Một thế giới song hành bên cạnh dương thế, nhưng lại không hề hiện hữu dưới con mắt của những người phàm trần như chúng ta. Lại nói về chàng thanh niên nọ, sau khi thầy Hữu ngắt lời thì anh ta đổ gục ra giữa đất mà thở, toàn thân bất động. Thầy Hữu phải vỗ mấy cái vào mặt thì anh ta mới chịu lồm cồm bò dậy. Đoạn thầy Hữu dặn dò, về nhà nghỉ ngơi đi, nấu một nồi gạo nếp thật ngon mà ăn cho lại sức đi. Dương khí trong gạo nếp sẽ giúp cơ thể cậu lấy lại được sự cân bằng. Tuyệt đối nhớ không được bén mảng đến những nơi có chướng khí thịnh phát như nghĩa địa, đất hoang kẻ gặp sự lạ. Có gì thì lập tức đến tìm ta ngay. Chàng thanh niên nghe thấy thầy Hữu quản xong thì lập tức xin phép cáo từ. Sự vội vã của anh ta phần nào phản ánh được tâm lý sợ sệt, dè chừng của con người đối với thế giới tâm linh
sau khi tận mắt quan sát, chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh nó. Thầy Hiếu thấy vậy thì cũng không lấy làm lạ cho lắm. Xưa nay, chính thầy Hiếu đã gặp không ít fan anh hùng hào hán vỗ ngực ta đầy mà khinh thường thế giới tâm linh, để rồi tự mình phải chuốc lấy những hậu họa khôn lường. Đoạn thầy Hiếu quay sang mẹ tôi băn khoăn. Lúc này thì chỉ còn lại ba người chúng ta thôi. Có gì thì hãy cứ phân trần ở đây đi, để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Cứ giấu giếm mãi như thế thì ta chẳng tài nào nắm bắt được sự tình mà giúp cho gia đình cô đâu. Mẹ tôi nghe thấy những lời đó của thầy Hiếu mà giật nảy cả mình. Ắt hẳn lúc này thầy Hiếu cũng đã nắm thóp được phần nào suy nghĩ của bà, thì lời nói mới chắc chắn như vậy rồi. Thấy mẹ tôi vẫn có vẻ ái ngại, thầy Hiếu lập tức nói thêm. Chuyện âm dương tuy rằng có nhiều điều khiến cho con người ta khó hiểu, nhưng về cơ bản, tất cả mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Việc này nối tiếp việc kia, sự việc này là tiền đề cho sự việc tiếp tới đấy. Tất cả đều được sâu chuỗi lại với nhau một cách liền mạch. Điều cô đang giấu biết, biết đâu lại là một chi tiết quan trọng trong toàn bộ sự việc này thì sao? Nếu như cô muốn tất cả được giải quyết thì hãy nói với ta, bằng không thì bản thân ta cũng hết cách rồi. Chẳng biết đường nào mà lần nữa đâu. Mẹ tôi lúc này mới dám mở miệng. Có lẽ bản thân bà cũng đã phần nào nghiệm thấy được sự quan trọng của những gì mà mình sắp nói ngay đây. Thưa thầy à, cách đây chừng nửa tháng, con có nằm mơ thấy ông nội của cháu Quang về. Ông dặn dò rất kỹ về chuyện cốt người mà mấy vong linh vừa rồi có đến đề cập à? Quả thực, khi nghe đến hai từ ấy, con mới lấy làm lo lắng à? Ông của cháu khi hiện về thì dặn đi dặn lại rằng, bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho những quỷ linh bước vào thổ đất nhà mình để tìm xương cốt, bùa chú chấn niệm ở đấy. Nếu như hóa giải không được thì sẽ trở thành sát phủ lệnh. Nếu để chuyện đó xảy ra thì chỉ còn nước mạt vận. Thầy Hữu nghe thế thì phá lên cười. Nhà cô đúng là phúc lộc về âm, phần lớn thật mà. Một người cha biết nghĩ cho con cái như vậy, một người ông biết lo lắng cho tương lai của con cháu, đúng là đáng quý lắm. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà cô cứ phải lăn tăn thì đúng là không đáng đâu. Thầy Hữu trầm ngâm giải tiếp. Số là nếu như để tìm xương cốt cho ba vong linh này thì về cơ bản ông cũng chỉ có hai cách như ta nói thôi. Một là chúng ta phải thỉnh được gia tiên của họ để phả độ cho con cháu của chính mình, xin sổ tào quan để được xuống âm tu tập thì may ra mới có cơ hội luân hồi chuyển kiếp thành người. Hai là phá giải trận đồ được yểm dưới đất nhà cô để tìm ra xương cốt của họ, rồi đem đi an táng theo nghi thức dân gian. Sau đó đợi 3 năm bốc mả thì mới thành sự. Nhưng đối với cách thứ hai thì việc an táng này sẽ phải thực hiện ngay trên phần đất của gia chủ, xây mồ đắp mả ngay trên mảnh đất mà gia đình cô đang sinh sống. Đây là một trong những điều tối kỵ của phong thủy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tài vận của gia đình. Hơn nữa, nếu như làm vậy thì cũng chẳng khác nào nuôi quỷ ở trong nhà. Nếu như sau này ba vong linh có manh nha làm loạn thì cũng chẳng thể nào mà trở tay cho kịp được. Khi ấy chắc chỉ có nước biệt xứ mà tránh tai họa thôi. Ngoài ra, nếu như chúng ta làm vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thỉnh cầu gia tiên, chư thần khi cúng bái. Lúc ấy, những người được linh ứng đầu tiên không phải gia tiên của nhà cô, mà lại là chính ba vong linh đang ngự trên phần đất mà ta đã xây mồ ở trên mả đấy. Thầy Hữu vừa nói vừa cười ra vẻ đắc chí lắm. Ta dám khẳng định một điều, trên đây chính là những thứ đã khiến cho ông nội của cháu Quang phải bận lòng. Tiên tổ của chúng ta mặc dù không còn tại thế, nhưng họ vẫn luôn theo dõi và gia trì phù hộ giúp con cháu được an cư lạc nghiệp. Chính họ cũng phần nào giúp chúng ta cải vận, thoát khỏi tai ương khổ ải. Trong đạo pháp có một câu rằng, nếu như gia tiên dưới âm còn khổ thì dù có cầu đến Phật Thánh cũng chưa chắc đã được tòng tâm. Ý là trước khi thờ phụng đến Phật Thánh thì hãy nhớ thờ phụng gia tiên của mình trước đã. Thầy Hữu đến đây thì khẳng định thêm. Hữu đây khi nghe được câu chuyện của ba vong linh chết thảm ở sau nhà cô thì cũng đã nghĩ ra được một kế sách có thể vẹn toàn cả đôi đường rồi. Chúng ta vừa phá giải được trận yểm, vừa có thể đưa ba vong linh đến nơi tu tập phù hợp mà không sợ bị phản tác dụng. Mẹ tôi hiếu kỳ hỏi dồn. Thầy hãy chỉ điểm mà, nhà con xin theo. Thầy Hữu không chần chừ nói ngay.
Lần này sự việc thành bại vốn dĩ phụ thuộc vào cô. Cô phải thuyết phục được cậu bé giám quan của Nguyễn tộc giúp cho thì mới được. Mẹ tôi lấy làm lạ nên ngắt lời: "Sao lại là con ạ? Con thuyết phục về điều gì mới được chứ ạ?" Thầy Hữu từ tốn đáp: "Đừng vội thắc mắc, tao chưa nói hết mà. Vốn dĩ lần này muốn nhờ cậu bé giám quan là vì trận đồ yểm cốt theo ta biết thì hiện tại cách hóa giải đã không còn lưu truyền trong dân gian nữa rồi. Hay nói cách khác là gần như không thể giải được. Mặc dù vậy nhưng nếu có sự hậu thuẫn của tiên thánh thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần. Khi xưa ta từng nghe cậu bé giám quan nhà cô nói được rằng anh linh trên đất bảo hà thu nạp. Cho nên học trên đất tiên thánh, điều này đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn có thể thỉnh thánh nhân tương cứu, hoặc chí ít cũng xin được pháp khí về để phá trận." Mẹ tôi tiếp lời: "Thưa thầy, ý thầy muốn nói đến phải chăng là..." Thầy Hữu gật đầu hiểu, khuôn mặt khi ấy thì làm ra vẻ vui lắm, giọng nói có phần hào hứng hơn hẳn. Sự rộn rã thể hiện rõ qua từng lời văn nhưng vẫn giữ được sự uy linh kính cẩn. Bảo hà đất ấy phong quang, thỉnh ông Hoàng Bảy xe loan ngự về. Bắc Nam đối xứ vào ra, đồn rằng ông Bảy bảo hà tối linh. Tự truyện tâm linh nghiệp âm chương 18, tâm sư học đạo tiếp. Trời bắt đầu hửng sáng, phía đằng đông là cả một vùng xích vân đổ sộ đang lan rộng ra muôn ngả. Cái khoảnh khắc giao thoa ấy của đất trời tựa hồ như đưa tâm hồn con người ta trở lại với sự bình yên vốn có của nó. Lúc ấy, cái lúc mà màn đêm đang thu mình dần trong sự bao bọc của ánh bình minh, ta thèm một cảm giác vỗ về che chở như vòng tay mẹ vậy. Một cảm giác của sự an nhiên mà nhẽ ra ta đáng được đắm mình trong đó. Cách đây chỉ chừng vài tiếng thôi, chính ta còn đang băn khoăn về vận số, về tương lai khi tồn tại giữa hai thế giới song hành, mà trong đó lại có một thế lực vô hình mà ta không hay, không biết, không thể cảm nhận. Nhưng xét về nhiều khía cạnh, thế giới ấy dẫu cho có hư thực đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại dưới hai khái niệm cơ bản, đó là thiện và ác. Và để đại diện cho phe thiện như một chỗ dựa tâm linh cho bách tính muôn dân, đó là các vị tiên thánh. Điển hình trong số đó mà đáng kể ra chính là vị nhân thần được suy tôn thượng đẳng thần, ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Lại nói, ngay sau khi thầy Hữu hé lộ về ông Hoàng Bảy Bảo Hà thì tức thì cùng mẹ con tôi di chuyển từ Hải Dương lên Lào Cai để yết bái cửa tiên thánh. Quả thực ấy cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tôi được theo chân thầy Hữu đến cửa đình thần Tam Tứ Phủ, và âu cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thưởng thức cái cảnh sắc mà theo thầy Hữu là đắc địa về phong thủy tại miền Sơn Cước. Quả thực vậy, đền Bảo Hà được xây dựng ngay dưới chân đồi Cấm, phía giáp danh là con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Nếu để xét về phong thủy thì đền Bảo Hà được đặt vào thế tọa sơn đạp thể. Đây là một trong những đắc cảnh về phong thủy nhằm trấn linh cho vùng biên ải được can qua thịnh vượng. Xét về mặt tổng thể, đền Bảo Hà cho đến nay vẫn giữ được nét văn hóa kiến trúc nguyên bản từ thời Hậu Lê. Điển hình là cửa vào tam quan bề thế thể hiện cho tầm quan trọng của đền phủ tiên thánh khi xưa, cũng ngang bằng với những cung vua, phủ chúa vậy. Chưa hết, phần trên mái của đền nhà tuy đã được trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc vuốt cong ở bốn góc tựa như thể mũi thuyền vậy. Đặc biệt, chính giữa mái là hình tượng lưỡng long trầu nguyệt đang ẩn hiện sau làn khói nhang nghi ngút. Đó là biểu thị cho sức mạnh tâm linh thuần phục thần thánh của vạn vật. Đến đây, ta không thể không nhắc đến yếu tố con người. Chính con người đã góp một phần không nhỏ vào việc giữ nẻ, giữ nếp, giữ nét văn hóa đặc trưng cho những đình đền thuộc hàng Tam Thứ Phủ. Điển hình như đền ông Hoàng Bảy khi lượng khách tứ xứ thập phương đổ về đây dâng hương hầu lễ tiên thánh mỗi ngày quả thực là không đếm xuể. Ngay sau khi bước vào cửa tam quan, thầy Hiếu quay sang mẹ tôi mà dặn: "Bây giờ cô đi thắp nhang, kêu cầu tất cả các miếu các ban. Sau khi xong việc rồi thì quay lại chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Tôi và thằng Cò sẽ đợi ở đây." Mẹ tôi nghe xong thì vội vã đi ngay. Phần tôi thì theo sau thầy Hữu tiến vào chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Phải nói rằng
Arden Bào Hà hay hầu hết tất cả những đền phủ lớn trên khắp cả nước. Họ đều có sự sắp xếp bài trí, sử dụng gam màu và phối hợp họa tiết hết sức tinh vi. Đặc biệt là những sắc vàng đồng và đỏ mun. Nó xuất hiện trên tất thảy những đồ vật được bày biện trang trí trong cung thờ. Chưa kể đến là cả những họa tiết chạm trổ rồng phượng cũng không nằm ngoại lệ. Tất cả những thứ ấy hòa quyện lại, tạo cho ta cảm giác uy linh, bề thế khi bước vào bất cứ một cửa đình thần nào cả. Thầy Hữu sau một hồi quan sát thì sốt sắng thủ thỉ với tôi, giọng nói có đôi phần hệ trọng lắm. Sắp tới đây là đến giá hầu của ông Hoàng Bảy rồi, còn lách vào phía gần phía trong nơi họ hầu bóng mà ngồi. Nhớ kỹ, nếu như lát nữa ông Hoàng Bảy giáng ngự và thanh đồng, hễ có cho bất cứ thứ gì thì cũng phải gói ngay vào cái khăn này, dùng chỉ đỏ buộc xung quanh với tượng ông ba vái, rồi xin lui ra ngoài chờ ta. Bất cứ ai nói gì dọn ra sao cũng không được để tâm tới. Dứt lời, thầy Hữu đẩy tôi chen vào giữa mấy người lớn tuổi đang ngồi san sát phía sau sập hầu lớn đặt ngay dưới ban thờ thính của ông Hoàng Bảy. Còn bản thân thì vòng ra phía sau bên phải sập, đứng như thể chờ đợi điều gì đó. Quãng ấy có tiếng đàn nguyệt ngân lên trong trẻo, hòa cùng nhịp phách trống nhanh dần. Giai điệu khi ấy nghe quả thực là vui tai lắm, chẳng khác nào những cung âm của xuân hồi. Chừng được dăm ba nhịp thì lại nghe có tiếng hát trầm bổng, quãng ngắn quãng dài như thể phú thơ trên nền nhạc vậy. Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt, bóng ác tà đã gác non tây, trăng in mặt nước vơi đầy, bảo hà cổ tích xưa nay còn truyền. Đoạn đến đây thì thanh đồng ngồi chính giữa sập đá đang lắc lư theo âm điệu, bỗng cầm tay vào miếng vải sắc đỏ có thêu hình lưỡng long trầu nguyệt đang phủ đi diện ảnh mà hất ra phía sau. Hành động ấy được thực hiện một cách dứt khoát, đượm hồn, tư thế quả thực là trông rất đẹp mắt. Lúc này ánh mắt thanh đồng nhìn ra vẻ oai nghiêm và bệ vệ lắm. Tay phải tựa vào chồng gấm, tay trái nắm lại, đánh sang ngang như thể ra hiệu cho mấy người hầu đang dâng ở hai bên vậy. Tức thì hai người hầu dâng phía trước lập tức đỡ thanh đồng dậy. Một người nhanh nhẹn cầm lấy chiếc đai hồng rồi thắt ngang bụng cho ghế thánh. Hành động ấy diễn ra thoăn thoắt, xem chừng như là thuần thục lắm rồi. Kế đó, vị thanh đồng lồng tay vào một tấm khăn tấu sắc đỏ có thêu hình long phượng, trông thực ra rất cầu kỳ. Đoạn cầm hai nén nhang, cúi đầu khấn ba khấn trước chính ban, một khấn bên tả, một khấn bên hữu. Xong xuôi, thanh đồng lùi lại phía sau hai bước, ra hẳn phía góc của sập hầu. Thế rồi chân trái duỗi thẳng tiến về phía trước, chân phải bước lên hai cấp, xong khuỵu gối nện xuống rồng, thực hiện nghi thức tam bái vạn niên. Lúc này thì cung văn lại tấu lời, tiết tấu nhạc điệu có phần dồn dập hơn, nghe mà thấy tim can cũng rộn rã theo phần nào. A là bút phê sai, truyền hương là bút phê sai, cảm phiền chư tướng đáo lai hộ trì, tả sai binh bộ binh thủy. Thanh đồng mấy giờ cầm một bó nhang lớn mà giơ lên giữa chính điện, lửa trên nhang cháy bập bùng chẳng khác nào một bó đuốc cả. Ấy rồi anh ta tay trái chống hông, tay phải múa đuốc theo những cung tròn. Lúc này nhìn thanh đồng trên sập trông mới oai phong lẫm liệt làm sao. Người thì khoác lam bào tầm long, đầu thì đội khăn xếp điểm hoa, chưa kể ấy là ngực đeo ngọc thải kim lệnh. Quả thực phong thái so với các bậc thánh gia, quan tướng năm xưa thì cũng chẳng có thua kém bao giờ. Ngay sau đó thanh đồng cầm mỗi tay một cây gậy hình trụ, kích thước chừng hơn 60 phân, dân gian gọi đó là hèo. Một đầu hèo được bọc đồng chạm trổ hoa văn, trông rất mịn màng. Đầu còn lại thì có gắn thêm mấy quả lục lạc bằng đồng. Anh ta cứ cầm như vậy mà tới lui trên sập, vừa di chuyển vừa múa hèo lên xuống, trông rất cầu kỳ và cẩn trọng. Được một chạp, thanh đồng lại ngồi xuống ghế lớn mà mấy tay hầu dâng vừa kẻ ở chính sập. Anh ta hai tay cầm hèo để theo lối vuông góc, tay trái di chuyển chiếc hèo nằm ngang tựa như là đang kéo đàn nhị vậy. Kỳ thực lúc đó ta mới thấy được sự diễn sướng của thanh đồng có hồn đến mức nào. Nhìn anh ta bấy giờ đúng thực là hết mực phong lưu tài hoa, người thì hơi ngả ra phía sau, mắt lim dim
quãng mở quãng đóng, đầu lắc lư như thể đang ngắm hoa thưởng nhạc vậy. Chợt, Thanh Đồng đứng phát người dậy, người nghiêng lại về phía sau, hai tay cầm đôi hèo ném thẳng về phía tôi, rồi gầm lên một tiếng: "Ha!" Nghe thật uy dũng. Chột dạ, tôi nhớ lại lời thầy Hữu nên vội vàng gói ghém hai cây hèo lại, buộc chỉ đỏ ở phía bên ngoài, rồi vái lạy tượng ông Hoàng Bảy ba vái. Xong xuôi, tôi cố chen ra vòng ngoài, nép sát vào phía cửa gỗ để đứng chờ thầy Hiếu. Mấy người xung quanh đó thì cứ thầm to nhỏ với tôi rằng tôi đã bị ông Bảy chấm lính bắt đồng rồi. Mày chạy lên sập lấy ông ngay đi, rồi nghe ông phán truyền. Tôi thì quả thực lúc ấy vững tâm lắm. Ai nói như thế nào tôi cũng mặc kệ, cứ y án, làm theo ý như lời thầy Hiếu cho chắc ăn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đảo mắt tìm thầy Hiếu thì đã thấy thầy đang quỳ gối ở phía sau Thanh Đồng lập tức trên sạp rồi, một tay cầm cây quạt xếp che miệng, một tay bưng đĩa có trung tiểu và sấp tiền đang dâng lên ông Bảy mà thưa: "Nam Mô A Di Đà Phật, con tấu lại quan Hoàng Bảy bảo hòa trấn thủ miền sơn cước biên cương. Họ Nguyễn con là Nguyễn Văn Hiếu, gia chủ là Nguyễn Ngọc Quang, người dương thế mệnh càn bóng quế, đem thân về tâu, đem đầu về bái cửa hoàng quan. Quan giáng phúc lưu ân, nhận đồng thương đồng, nhận lính thương lính cho Nguyễn Ngọc Quang cùng gia môn được an khang thịnh vượng, ngũ phúc lâm môn. Họ Nguyễn còn xin thỉnh dương pháp khí của quan, mượn thế oai linh nơi đình thần tứ phủ, diệt tà sát quỷ. Ghế của quan có công có danh, có chức có quyền, đẹp hơn người, tươi hơn bạn. Họ Nguyễn còn có giọt dầu lễ bạc tâm thành dâng tiến lên quan, để quan phát lộc đi, quan chi lộc về, cho bóng quan đều oai phong lẫm liệt, cầu được ước nên, muôn dân trăm họ được ăn mày công đức của quan. A Di Đà Phật ạ." Thanh Đồng lúc này nghe được lời tấu của thầy Hiếu thì gật đầu như thể ưng thuận lắm vậy, miệng nhả khói thuốc trông hết sức huyền ảo, tay hất ra sau rồi phán truyền: "Ta chứng minh công đức cho họ Nguyễn đắc lễ đắc bái, cho viên hoàn hảo, mười phần vẹn mười, đầy quyền mãn quả. Cha biết mặt, mẹ đẻ tên, sở cầu được tất ứng, sở nguyện được tòng tâm. Ta cho cứu tử độ sinh, cứu dân độ thế, cứu đâu được đó, cho thơm danh nước tiếng. Qua lễ ngày hôm nay sẽ tấu tới thượng thiên thượng hàn để vang thoại phủ, để chứng minh công đức cho họ Nguyễn Văn và Nguyễn Ngọc ha." Dứt lời, Thanh Đồng cầm xiết tiền tung về phía sau. Thầy Hiếu sau đó nói dành hành động ấy là để an tài tiếp lộc tới Thanh Đồng đạo quan, cho muôn dân trăm họ đã đến trợ duyên tiếp phúc cho buổi học. Việc xong, thầy Hữu cúi lạy ba vái rồi lui ra phía sau bên ngoài. Lúc này mẹ tôi vừa hay trở về đến chính ban, thầy Hữu ra dấu cho hai mẹ con ra phía bên ngoài. Thầy Hữu quang ấy dặn: "Về cơ bản là đã thỉnh được pháp khí rồi, nhưng phải là người đã từng ra hầu thánh hoặc kẻ cận bên cửa đình thần thì mới có thể sử dụng được nó. Bây giờ cô vào lễ tạ ông Bảy, rồi xin lệnh ông cho cậu bé dám qua nhà cô được linh ứng với pháp khí để hành lễ. Đây, cô cầm lấy hai đồng đại âm dương này và cái đĩa này nữa, gieo ba lần, nếu được một mặt sấp, một mặt ngửa là âu vạn sự đã nhất nhất được tòng tâm." Nói đoạn, thầy Hữu lấy ra hai đồng đại âm dương rồi rú cho mẹ tôi. Phần tôi và thầy Hữu thì đứng ngoài chờ đợi. Được chừng 10 phút thì mẹ tôi từ phía bên trong thất thểu đi ra, khuôn mặt khi ấy thực sự là lo lắng lắm, giọng nói thì thoảng có đôi phần run sợ: "Thầy ơi, con gieo đồng đài ba lần thì cả ba lần hai mặt đều sấp, bây giờ phải làm sao ạ?" Thầy Hiếu thở dài một tiếng rồi đáp: "Ồ, chắc có lẽ ông Bảy đã chấm đồng thằng cu quang này thật rồi. Giờ đây không chỉ còn là câu chuyện mượn pháp khí trừ tà nữa rồi. Xem ra số mệnh của thằng bé này lại thêm đôi phần vất vả đây. Thôi, chúng ta về, kẻo không kịp giờ giải ấn làm lễ đã." Ba người chúng tôi lập tức khởi hành trở về Hà Nội theo y lệnh của thầy Hiếu. Quãng đường từ Bảo Hà về thủ đô khi ấy còn chập choạng trong giấc ngủ rong trên xe của tôi. Thực sự với một cậu bé chừng tuổi ăn tuổi ngủ như tôi thì những việc đi lại đến vài trăm cây số trong ngày như thế này thật đúng là quá sức mà. Nhưng thôi, đành phải cố gắng mà cho xong việc thôi. Dù gì thì đây cũng là những việc tốt cho gia đình, cũng như bản thân tôi ở hiện tại vậy. Trời đã đổ về khuya rồi, vùng ngoại ô vắng vẻ khi ấy cũng đã thưa bớt bóng người, cả một màn đêm tĩnh mịch yên ả đang ôm trọn lấy tấm nhìn của tôi.
Phía bên cạnh, thầy Hữu dường như cũng phần nào thấy được sự lo lắng và ngổn ngang của tôi qua ánh mắt, nên bèn cất lời. Nghiệm âm, nó là như thế con à? Những gì mà ngày hôm nay con được quan sát, được chứng kiến trên đất Bảo Hà, ông cũng là một khía cạnh nào đó của nghiệm âm. Đối với những người như vậy, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì mà để cân bằng được giữa việc âm và việc trần. Làm việc trần tốt thì âm nhiễu, làm việc âm tốt thì dương cực. Sau này nếu như con có thể cân bằng được âm và dương thì đúng là một kỳ tích hiếm gặp. Thầy Hữu kể đó quay sang mẹ tôi mà hỏi. Mấy thứ cần cho buổi lễ tôi dặn thì khi chị ở trên xe đã chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ tôi đáp vội. Chồng con ở nhà đã lo chu toàn rồi à? Tất cả bây giờ chỉ đợi thầy về là hành sự thôi à? Nói tới đây thôi thì vừa hay xe về đến trước cổng. Ba người chúng tôi vội vã tới mức còn chẳng kịp nói lời tạm biệt đến bác Tài. Thầy Hữu khi đó một tay xách hình nhân đang giam xích diệm quỷ, một tay lệ khí túi đồ nghề, theo chân mẹ tôi bước nhanh về phía sau nhà. Ở đó bố tôi hình như đã lo liệu xong xuôi mọi việc nên đứng chờ từ bao giờ. Nhưng hình như ông có vẻ không mấy hồ hởi khi thấy ba người chúng tôi về tới. Đoạn thầy Hữu khoán cho mẹ tôi dừng lại không được bước tiếp. Thầy Hữu hô lớn. Vong nào ở đâu? Sao lại nhập vào gia chủ trong đất này? Hai mẹ con tôi khi ấy thất kinh, bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt, không ai dám nói với ai câu nào. Về phần bố tôi, ông đứng hoàn toàn bất động trên nền đất, ánh mắt trừng trừng, nhìn xuống phía dưới, đầu hơi gục xuống như có ai đang đè trên cổ vậy. Thầy Hữu lúc này toan tiến lại gần, thì bố tôi bất ngờ hất mắt lên, nhìn thẳng vào thầy Hữu, ánh mắt trợn tròn như đang giận dữ. Tự chuyện tâm linh, nghiệp âm, chương 19, tâm sư học đạo, hồi kết của một linh hồn. Gặp sự lạ, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để cảnh giới. Một mặt rút ra hai lá bùa có họa nhân hình mà đặt trước mặt mẹ con tôi. Kế đó, thầy Hữu lấy hai cây nhang cắm xuyên qua hai lá bùa xuống nền đất, hòng cố định lại, rồi bắt quyết hô lớn. Kính thỉnh bản gia táo phủ, hần quân linh ứng độ trì. Đoạn thầy Hữu nhanh tay ngắt lấy hai đầu nhang, toàn phóng về phía bố tôi đang đứng, thì bất giác từ phía ấy có tiếng nam nhân vọng lại. Con hãy động thủ, ta vốn là vong linh ở thổ đất này, có triệu thỉnh táo phủ thần quân lên thì ta cũng không bị đuổi đi đâu. Mẹ tôi khi ấy ở vòng ngoài nghe được giọng nói cất lên thì ra vẻ hiếu kỳ lắm. Bà ngấp ngứng cắt lời của vong nhân. Có phải là thầy đấy không ạ? Dạ thưa, có phải thầy không? Ngay tức thì phía đằng trước có tiếng quát lớn dội lại. Thoái ấn cốt trận, rước họa diệt thân. Mẹ con tôi bấy giờ nghe đến hai từ diệt thân thì lấy làm lo lắng lắm. Riêng bản thân thầy Hiếu thì có vẻ như còn đang ngờ vực về điều gì đó, nên vẫn phân vân chưa tiếp tục hành sự. Quang, lấy trong tay này của ta có ba cây đèn cầy, xếp một cây trước mặt hình nhân, hai cây ở phía sau, sao cho thành hình tam giác, rồi thắp sáng lên. Nếu như có gì lạ thì phải ngay lập tức báo lại cho ta ngay. Thầy Hữu giọng chắc nịch như thể biết chắc sẽ có biến cố xảy ra vậy. Quả thực, đối với một con người đã dọc ngang bao phen trên con đường hành đạo như thầy Hữu rồi, thì ắt hẳn sẽ phải có cái lý riêng của mình trong từng hành động. Kể cả cho dù có đứng trước những loài hù dọa của ma quỷ hay sự thông phán của vong linh thì cũng đều cần phải cân nhắc và suy xét cho kỹ lưỡng. Lại nói đến về phần tôi lúc này, sau một hồi loay hoay thì cũng y án xếp được ba cây đèn cầy quanh hình nhân như lời thầy Hữu dặn. Đoạn tôi lấy một hộp quẹt châm lửa thắp sáng ba cây đèn thì mới tỏa hóa ra. Thầy Hữu kỳ thực phán đoán không sai, quả đúng là có sự lạ xảy ra. Tôi gọi sang thầy Hữu. Ba cây đèn không hề sáng cùng một lúc thầy ơi. Thắp sáng được một cây, phía trước thì hai cây đằng sau tắt ngay, mà thắp sáng được hai cây phía sau thì hai cái phía trước lại tuyệt nhiên không thể bắt lửa được à? Thầy Hữu nghe đến đây thì liền đảo mắt xung quanh một vòng như thể thăm dò, rồi trừng mắt lại ngay vị trí bố tôi đang đứng mà quan sát. Muốn cản người khác thì phải có lý do, chớ có nên mập mờ như vậy. Ba cái đèn thắp lên, cây tỏ cây mở, há chẳng phải chính bản thân ông còn đang do dự hay sao? Lúc này từ phía bố tôi vang lên một tràng cười thực sự là hào sảng lắm. Hay, hay lắm, đoán được tâm lý của một vong linh chẳng bằng mấy cái đèn cầy.
Quả đúng là người cao đảo. Nhưng xin hỏi thầy Hữu, liệu rằng mấy cái đèn này có thể đoán được tâm lý của một quỷ tinh như Xích Diệm hay không? Thầy Hữu im lặng. Vong linh ngự trong người bố tôi thấy đắc thế nên liền nói tiếp. Thiết nghĩ Xích Diệm này chỉ muốn lợi dụng đạo pháp của thầy để hóa giải trận đồ. Còn về bản thân nó, quỷ tính chắc hẳn đã bị lấn át đi nhân tâm rồi. Không biết chừng nó sẽ dùng xương cốt để tu luyện ma đạo. Đời lúc ấy, thì như nó có trở mặt thì ta e rằng thầy cũng khó lòng mà cản được đấy. Thầy Hữu nghe xong đáp ngay. Xin ông hãy cứ yên tâm đi. Hữu đây đã có sự chuẩn bị chu toàn rồi. Nếu lần này hành sự có gì sơ suất thì Hữu đây sẽ tự đem mình đến chịu tội trước ban thờ tiên gia của Nguyễn tộc. Vong linh nghe đến đây thì mới có phần xuôi dọc. Được lời này của ông thì ta cũng yên lòng rồi. Dù sao thì sự đến nước này ta cũng muốn cản cũng chẳng được. Họa chăng, nếu có tai kiếp thì âu đó cũng là cái nghiệp chướng mà gia đình ta phải gánh chịu. Xin đa tạ. Vong linh vừa dứt lời thì quang ấy tôi thấy thất thần cả kinh. Hình ảnh một bóng đen thù lù từ từ trồi lên từ phía sau lưng bố tôi, như một thực thể đang dần dần hiện hữu ngay trước mắt vậy. Cái bóng ấy phải cao chừng quá đầu người. Đoạn nó vọt lên phía bờ tường, lơ lửng thoát ẩn thoát hiện ngay sau mấy tán cây, như còn đang vương vấn điều gì đó mà chưa thể tiêu tan. Thầy Hiếu đứng dưới thấy vậy thì lấy ngay ba cây nhang cắm xuống đất mà khấn nguyện. Độ linh vô thượng tam quy, nhất tử nhất sinh, tiến biệt triều vong. Thầy Hiếu khấn chú xong thì vừa hay lúc đó bố tôi hớt hải chạy sang. Mặt mũi ông bây giờ vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, chưa hiểu rõ sự tình thì thầy Hữu đã khoán ngay. Tình lại nhanh vậy sao? Dương khí trong người xem ra cũng lớn lắm đấy nha. Khỏi cần câu nể chào hỏi, hai vợ chồng anh lập tức thiết lễ như ta đã dặn đi. Đến giờ hành lễ rồi. Bố mẹ tôi nghe thấy vậy thì chỉ kịp gật đầu mà sốt sắng đi chuẩn bị ngay. Đoạn bố tôi chạy một tấm chiếu quay lớn ra chính giữa sân. Lòng chiếu đặt hai bát nhang cỡ lớn đã châm sẵn năm que nhang trên mỗi bát rồi. Đặc biệt bốn cạnh chiếu được bố tôi cố định bằng bốn tán trúc còn nguyên lá. Nhưng kỳ lạ một điều, tất cả lá trên cành trúc này được sơn một lớp sơn đen đặc, bóng nhảy. Tuyệt nhiên không một lá nào được giữ màu sắc nguyên vẹn cả. Phía chính diện, bố tôi bê hình nhân giấy đặt vào trong một vòng tròn đã được vẽ sẵn bằng vôi. Ngay bên dưới là ba lô nhang lớn đang nghi ngút khói hương. Thầy Hữu lúc này mới thấy mọi thứ đã được sửa soạn đâu vào đấy thì mới mở khăn vải lấy ra hai cây hẻo thỉnh trên đất bảo hạ mà cắm thẳng vào hai bát nhang ở giữa chiếu. Mỗi bát nhang một cây sen chéo nhau hình chữ X. Ngay sau đó, thầy Hữu lập tức ngồi xuống bắt quyết thỉnh kinh. Cả một tràng chú kinh kéo dài đến chừng hơn một canh giờ mà vẫn chưa dứt. Cảnh vật lúc này chìm đắm trong sắc khói mờ ảo, quyện vào với ánh trăng chẳng khác nào những cô hồn các đang vạng vất ở chốn nhân gian này vậy. Chợt thầy Hữu rút lấy một cây nhang từ phía sau trước mặt, chĩa vào chính diện hình nhân mà hô lớn. Tam quỷ tọa trận, bách quỷ giáng đường. Thầy Hữu hô xong thì ba lô nhang dưới chân của hình nhân bất ngờ bốc hỏa dữ dội. Ngọn lửa cháy thành màu xanh dương, trông thật rất kỳ dị. Thấy vậy, thầy Hữu liền đứng dậy, đi vòng tròn xung quanh bốn tán trúc ở góc bốn. Mỗi góc đi cả thầy đến 9 vòng. Xong xuôi đâu đấy, thầy Hữu lại quay trở vào chính giữa chiếu. Hai tay rút hai cây hèo lên mà đánh vào tứ phương tám hướng. Mỗi cú đánh thầy Hữu lại hô một khẩu trúc khác nhau. Chính đông nguyệt, phù đa lôi chỉ. Đoạn đến đây thì trên trời hắc vân cuồn cuộn, trên địa ánh nguyệt quang. Khung cảnh lúc này chỉ còn lại là một khoảng đen heo mắt mờ mờ. Bất giác mấy người chúng tôi ở vòng ngoài đều không khỏi kinh hãi khi dưới thứ ánh sáng nhập phùng đấy của tàn nhang đương là hình ảnh của mấy bàn tay đen xỉ lố nhố nhô lên từ dưới mặt đất, đang cố bấu víu vào bốn tán trúc ở bốn cạnh chiếu. Kể thực bình sinh tôi chưa từng chứng kiến qua một cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy. Bách quỷ dẫn nguyệt. Thầy Hữu thấy thời cơ đã điểm thì lập tức đánh mắt về phía sau để ra hiệu. Hiểu ý, bố tôi từ phía sau tay cầm một tấm gương bát quái mà tung về phía thầy Hữu. Thầy Hữu nhào lên bắt lấy tấm gương mà trông thân thần pháp quả thực rất linh hoạt. Lúc ấy người ta không còn thấy những sắc vân đen đặc thù hùng hổ trên bầu trời khi nay nữa,
mà thay vào đó lại là ánh nguyệt quang đang vành vạch soi rọi nhân gian. Thầy Hữu thấy hiện tượng đã thay đổi thì lập tức giơ tấm gương lên cao. Một phần ánh sáng khi ấy phản chiếu qua tấm gương hắt xuống mặt đất thành hình tròn nhỏ rất rõ nét. Bấy giờ, thầy Hữu một tay giữ lấy tấm gương, một tay cầm cây hẻo phi thẳng xuống phần đất nhỏ đường sáng rõ. Chuôi hẻo vừa chạm vào nền đất thì một mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi mấy người chúng tôi. Thấy vậy, thầy Hữu lập tức buông kính, hai tay bắt quyết nhìn thẳng về phía hình nhân mà hô lớn: "Thoái ấn phủ định, quỷ cốt nhập vi." Ấn chú vừa được hô lên thì từ phía bên cạnh, bố tôi sòng sọc chạy ngay tới nơi đang cắm cây hẻo mà hít lấy hít để cái mùi hôi tanh nồng nặc vẫn còn đang tỏa ra trong từng đoạn chuôi hẻo. Kỳ lạ thay, cái dáng chạy của bố tôi lại không giống với phong thái của một người đàn ông. Từng bước chân của ông có phần thanh thoát, uyển chuyển như của bậc nữ nhi nề nếp vậy. Hai mẹ con tôi chứng kiến cảnh này thì tuyệt nhiên im bặt, không ai dám nói với ai nửa lời. Được một hồi thì bố tôi quay người lại, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng dần sang phía bên phải. Bất ngờ, bố tôi rút cây hẻo lên rồi tung mình về phía thầy Hữu. Bị động, thầy Hữu chỉ kịp quay người lại mà tránh đi, nhưng vẫn trúng phải hai đòn trời giáng của bố tôi nên gục ngã xuống đất, mồm miệng máu me xối xả chảy ra. Một tay run run chỉ về phía tôi to nói gì đó nhưng không thành lời. Thoạt có tiếng nói vang vẳng bên tai tôi, nghe rõ rạc và khí phách lắm: "Anh linh bóng hoàng, trừ tà quỷ sát, cứu tử độ sinh." Cơ thể tôi bây giờ như có ngoại lực tác động vậy, toàn thân lao thẳng về phía trước một cách vô định, thần trí hoàn toàn không thể kiểm soát nổi hành động. Đoạn tôi một tay rút lấy cây hẻo còn lại đang cắm trong lô nhang, một tay giật lấy cây hẻo đang nằm trong tay bố tôi, rồi cùng lúc đánh mạnh hai cây hẻo vào hai bên phía sườn bụng của ông. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng tích tắc, bố tôi ngã vật ra phía sau, mồm nôn ọe ra cái thứ gì đó chất dịch bày nhảy màu đen sặc đánh quánh luôn. Lúc này, thầy Hữu nằm ngục ngay phía bên, giọng yếu ớt cố cắt nghĩa thành câu: "Phóng hỏa, thiêu hình nhân." Tức khắc, tôi vớ ngay lấy cái hộp quẹt mà hành xử. Vì là hình nhân giấy nên lửa bắt rất nhanh, chỉ thoáng chốc mà ngọn lửa đã bùng lên đến cả thước rồi. Cùng lúc ấy, từ phía mẹ tôi có tiếng khóc thê lương của nữ nhân vọng lại: "Thần nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình mà tha cho cô Xuân đi ạ." Thầy Hữu lồm cồm bò dậy, hai tay điểm quyết chú nhắm vào ngọn lửa đang phừng phừng dữ dội. Quyết chú càng vang vọng thì tiếng khóc lại càng ai oán đến não lòng. Phiêu bỗng một kiếp nhân gian, họa trăng cũng chỉ một đường xe tơ, xe vào biển cát tựa mơ, xe vào kiếp khổ cùng cơ sầu lòng. Chương 20: Hồi kết của một linh hồn, âm thuật và thiên đình. Vạn vong quỷ trận, bát phương thứ quỷ, nhất tề ứng linh. Tiếng nam nhân trạc tuổi thanh niên không rõ từ đâu vọng lại, khiến thầy Hữu được phen kinh ngạc. Đoạn thầy Hữu dừng hẳn quyết chú, một tay điểm mạnh vào huyệt nhân trung, một tay ngắt lấy mấy lá trúc rồi nhét vào miệng bố tôi. Ngay lúc ấy, bố tôi bất chợt đứng dậy, thần thái trông rất khác so với thường nhật. Ông tiến về phía trước 3 bước, rồi từ từ gập mình xuống dưới, hai tay xoa xoa trên nền đất, tựa như đang họa mình vậy. Thấy vậy, thầy Hữu tức thì thắp sáng hai ngọn đèn cầy, rồi tiến lại gần hòng quan sát sự tình. Bất giác, thầy Hữu lùi lại cả kinh, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Nhưng kỳ thực, hình ảnh trên nền đất lúc này hoàn toàn không phải là một dị họa hay bất kể một tượng hình ma quái nào cả. Nó đơn giản chỉ là một hình chữ nhật với 4 dấu chấm lớn ở giữa 4 cạnh. Tôi thấy thế thì liền lấy làm lạ, nên bèn hỏi thầy Hữu: "Có chuyện gì vậy thưa thầy?" Thầy Hữu im lặng một hồi lâu, rồi nhanh chóng đặt hai ngọn đèn cầy vào 2 chấm lớn trên cạnh dài của chữ nhật kia. Ngọn lửa trên 2 cây đèn yếu ớt lay lắt trong màn đêm như chỉ trực tắt. Đoạn thầy Hữu nhấc một cây đèn lên rồi đặt vào chấm giữa của một cạnh ngang phía kế bên, thì ánh sáng của cái đèn còn lại lập tức vụt tắt. Lúc bấy giờ thầy Hữu mới nhìn sang tôi mà nói: "Có kỳ nhân xuất thế ở đây." Tôi lập tức đáp: "Ý thế là sao ạ? Ngoài mấy người chúng ta ra thì có ai ở đây đâu ạ?" Thầy Hữu chỉ tay xuống nền đất rồi nói tiếp: "Con nhìn xem, đây là giản đồ của trận pháp Vạn Vong Quỷ Trận. Theo thần tích kể lại thì năm xưa, 6.000 quân Nguyên Mông do tướng Ai Lỗ chỉ huy theo đường Vân Nam tiến vào biên giới nước ta.
Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật khi ấy được lệnh trấn thủ cửa Mộc Ngột. Hai tin giặc tràn xuống thì bèn xua quân ra giao chiến cùng với đại quân của Ái Lỗ. Ta và giặc giao chiến tất thảy là 18 trận trong vòng 3 tháng. Cuối cùng, vì muốn đẩy nhanh tiến độ hành quân cho kịp thời hẹn với Thoát Hoan, nên Ái Lỗ đã ra yêu sách bố trận vạn vong tại Bạch Hạc Hồng Mở Đường. Bấy giờ hai tướng nhà Trần là Lê Thạch và Hà Anh chỉ huy quân đội giới bị tại Bạch Hạc do gặp phải quỷ trận nên đã vong mạng. Tuy rằng chi tiết nhuốm màu tâm linh này không được nhắc đến trong những bộ sử lớn như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, nhưng trong giới thuật sĩ chúng ta, mọi người vẫn lưu truyền một câu chuyện ma tả về vạn vong quỷ trận trên đất Bạch Hạc là như vậy. Tôi nghe đến đây thì sửng sốt lắm, trong lòng thầm nghĩ đến những vị hảo tướng thời Trần mà còn phải vong mạng thì bốn người chúng tôi làm sao có thể vẹn toàn mà thoát khỏi quỷ trận được đây. Tôi ấp úng hỏi thầy Hiếu, vậy có cách nào để phá trận không thầy? Thầy Hiếu lúc đó lắc đầu ngao ngán, nhìn lên ánh trăng tỏ tường mà thở dài một tiếng nghe thật phiền muộn. Vạn vong quỷ trận này bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, lấy ánh nguyệt quang làm chủ đạo. Người bố trận nắm trong tay ít nhất là 100 vong linh, trong đó có 4 vong linh mang âm lực từ 100 năm trở lên. Trận đồ sẽ được bày theo cách vây hãm từ 4 phía đánh vào. Mỗi phía do một quỷ vong 100 năm làm tiên phong, sức mạnh tựa hồ như cả vạn binh mã vậy. Phàm là những người Trần thế tục nếu như chẳng may lạc vào trận đồ này mà không có sự chỉ điểm của cao nhân thì chỉ có nước vong mạng. Bởi vốn dĩ trận đồ này không có sinh môn, cả 4 cửa đều là cửa tử. Đoạn thầy Hiếu tay thoăn thoắt bấm đột, miệng lẩm bẩm tiếp lời. Chính vì xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc nên cách phá giải trận đồ này âu cũng dựa theo thuyết tướng bại tử sinh phản vi cục của thời ấy. Tức là nếu con có thể đánh bại quỷ tinh trăm năm ở bất kể một trong 4 hướng thì tự khắc cửa sinh môn sẽ mở ra, trận đồ trở nên vô hại. Xét theo địa thế của thổ đất nhà con thì chỉ có thể đánh ra theo hướng chính bắc phía bên hông nhà thì may ra mới có thể thoát thân. Hướng này vốn khuất ánh trăng nên tà tính phần nào sẽ có sự giảm đi. Tôi nhanh nhỏ mo miệng, vậy chúng ta còn chờ gì nữa à, không hành sự đi à? Thầy Hữu gạt đi, không thể nóng vội được. Phàm là những người có thể bố trận vạn vong trên khắp nước Việt Nam này đều có sự hữu hảo giao liên với ta. Hễ một trong mấy người đó có ý định thiết lập đàn trận thì ắt sẽ mời những người còn lại đến để trợ đàn. Người ở đây ngày hôm nay chưa biết hắn tốt xấu ra sao, nhưng phải khẳng định rằng đạo thuật của y đã đắc thế thì mới dám đơn phương độc mã ở đây xoay chuyển càn khôn, bày binh bố trận. Hơn nữa, tướng ra trận thì dù ít dù nhiều cũng cần phải có binh mã theo sau để trợ uy. Ta tay không tấc sắt, thân cô thế cô, thì dù có lâm trận âu cũng chỉ là mồi cho ngạ quỷ mà thôi. Thầy Hữu dứt lời thì bố tôi đứng kế bên thoạt nhiên từ từ xoay mình đi về hướng mẹ tôi đang ngồi khóc than ngay phía trước mặt. Đoạn bố tôi đỡ mẹ dậy, hai người quay mặt về hướng thầy Hữu rồi quỳ rạp xuống, đồng thanh nói lớn: cảm tạ ân đức trời biển của thần nhân, hai người đại minh chúng tôi hạ quyết tâm ứng thân dưới kỳ lệnh của ngài để hóa giải trận pháp. Hồn phách của hai người chúng tôi so với việc cứu tế nhân sinh âu cũng chẳng quan trọng bằng là bao. Thầy Hữu lưỡng lự, xem ra sự tình đã đến nước này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc mượn phách vía của hai âm hồn Đại và Miên để hóa giải lâm trận này. Nhưng trước khi hành sự, thầy Hữu vẫn cố can dặn: việc này là đại sự, thành bại còn chưa rõ. Nếu chẳng may có lỡ tiêu tán hồn phách thì liệu có đáng hay không? Hai người phải suy nghĩ cho kỹ. Hai người nhìn nhau rồi cúi đầu dập 3 lạy trước thầy Hữu. Kiếp số của hai người chúng tôi vốn dĩ đã không toàn vẹn rồi, nay được thầy phát duyên tương trợ thì hai người chúng tôi mới có cơ hội được vào vòng luân hồi tiếp tục kiếp trần gian. Mang ơn thì phải báo ơn, âm dương vốn dĩ cũng có sinh quy rõ ràng, chúng tôi quyết không tử nan. Thầy Hữu không nói gì cả mà chỉ lặng lặng tiến về phía tay đài của mình, lấy ra hai chiếc kỳ lệnh, một có theo hình hổ phục, một có theo hình long quy. Đoạn thầy Hữu giao lại lệnh kỳ cho bố mẹ tôi rồi quay sang phía tôi mà nói: khu đất này phía sau này của nhà cháu có cửa ngách hay không? Tôi gật đầu. Thầy Hữu thấy vậy lập tức ra ám hiệu cho
cho mấy người chúng tôi nhất tề hành sự. Bốn người vừa bước đến phía trước cửa ngách thì thầy Hữu chắp tay bắt quyết, miệng hô lớn, thanh âm giọng nói vang dội tựa như Thái Sơn bắt đầu vậy: Văn Hữu tự phúc môn, ứng trận đạo nhân, xuất thế bắc phương. Thầy Hữu vừa dứt lời thì tiếng trống dồn dập từ bốn bề vọng lại, làm kinh động cả một vùng trời. Chưa kể là tiếng nhân mã reo hò chẳng khác nào vạn quân xông trận vậy. Thầy Hữu lúc đó lấy hết sức bình sinh, đạp tung cánh cửa ngách, đá mục rũa, vốn chỉ có thể làm ranh giới giữa thổ đất nhà tôi cùng với khu đất hoang phía bên cạnh. Cánh cửa vừa bật ra thì có một vật sắc bén từ phía ngoài bay vào, cắt ngang vai thầy Hữu. Tức khắc, thầy Hữu nghiêng mình tránh sang một bên, miệng quát lớn: Âm khí, có trục vong phù. Lúc đó bố tôi đứng phía sau, vì không phản ứng kịp nên lập tức bị đả thương đoạn bả vai phía sau. Mẹ tôi ở ngay kế bên, chứng kiến cảnh tượng đó thì chỉ la lên một tiếng: Anh Đại! Rồi tay cầm kỳ lệnh lao thẳng ra phía bên ngoài ứng chiến. Thầy Hữu thấy vậy giơ tay toan gàn lại nhưng không kịp. Mẹ tôi lao ra đến bên ngoài thì lập tức bị quật ngã ngay xuống dưới đất không rõ nguyên nhân. Bấy giờ tiếng nam nhân từ bên ngoài vọng tới về chỗ mấy người chúng tôi: Ta hiệu Tử Thanh, phụng sự ủy thác của thân phụ hành đạo trên đất Lạng Sơn, trước lúc lâm chung có dặn dò đi thu thập tà quỷ Xích Diễm cùng hai tùy tùng. Năm xưa do thân phụ của ta tu luyện tà đạo tác hại nhân sinh nên tới lúc cuối đời muốn được chuộc lại sai lầm. Đạo hữu và mấy người không nên có sự can dự đâu. Hơn nữa, dựa vào mấy người thôi thì không thể phá được vạn vong quỷ trận của tại hạ đâu. Giọng nói của người này cương nghị, dứt khoát, lông mày tựa như hùm hổ vậy, mắt sáng bì long châu, tướng mạo phi phạm, chẳng khác nào bậc kỳ nhân tái thế. Thầy Hữu đến đây cũng sững người mà thốt lên: Quả là kỳ tài xuất thiếu niên, đoán trước được hữu đây sẽ xông ra từ cửa bắc, thật bội phục. Nhưng tiếc cho chàng thanh niên, khi Xích Diễm cháo trở kỳ cùng, đã bị cậu bé này một tay dùng pháp khí đánh cho hồn siêu phách lạc. Còn hai người tùy tùng là Miên và Đại đã được ta an bài đi tu tập tại cửa ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Cậu ắt hẳn là con trai của người năm xưa tới đây xem phong thủy trên thổ đất của gia chủ này, có đúng không? Chàng thanh niên cười phá lên rồi tiếp lời thầy Hữu ngay: Quả đúng là như vậy, nhưng hãy khoan nói về việc huyết thống của tại hạ. Đạo hữu ngẫm thử xem, thiên có thiên điều, âm có âm quy. Nếu như vong linh nào cũng được tạo điều kiện đi tu tập tại cửa tiên thánh thì thử hỏi xem âm quy còn nghiêm ngặt hay không, luật lệ còn ai kinh không. Xét về nhiều phương diện thì cho dù là Xích Diệm tuy đã hồn tiêu phách tán, nhưng hai vong linh Miên và Đại vẫn phải xuống quê âm để quỷ thần hai vai luận tội xét xử. Chưa nói đến quỷ kế đa đoan, không biết chừng cho đi tu tập lại trốn khỏi cửa tiên thánh mà hạ sơn tác quái. Người hành đạo như chúng ta đáng lẽ phải hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ. Dẫu biết rằng đạo hữu muốn tu tâm tích đức, nhưng đây vốn là việc ảnh hưởng tới vòng lặp luân hồi, phái đi sự tôn nghiêm của tam giới, mong đạo hữu hãy hiểu cho. Thầy Hữu lặng người, tâm can lúc bấy giờ chắc hẳn là rối ren lắm. Không ngờ một người trẻ tuổi như vậy mà lại nắm rõ được âm quy, luật lệ, tinh thông vạn sự đến ngọn ngành. Chưa kể là đạo pháp phải cao hơn bản thân thầy Hữu đến vài bậc. Tình thế lúc này tiến thoái lưỡng nan. Thầy Hữu phần vì cũng muốn xuôi theo ý của Tử Thanh, phần cũng muốn giúp cô Miên và anh Đại được tòng tâm. Nhưng kỳ thực, vạn sự đúng là bất cầu nhân. Lời nói của thằng thanh niên này Tử Thanh quả thật không hoa. Ngay khi thầy Hữu sò tay xuống rút ám khí ra khỏi bả vai của bố tôi thì vội vàng hô lớn: Vong linh của Đại trốn rồi. Chàng thanh niên không đáp mà tức thì vòng một tay ra phía sau, rút ra thanh mộc kiếm, một tay cầm thứ gì đó có họa hình tựa như ấn tín vậy, miệng hô lên câu chú ngữ: Khiển sai âm tướng, thông phán âm dương, thông linh thần duệ, thỉnh trầu sai nha. Bấy giờ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên trong mịt mùng cát bụi, người ta có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của hai bóng người y phục hắc bạch, khuôn mặt nhăn nhau ủ rũ. Một người thì cao gầy, tay cầm thiết trượng, một người thì béo lùn, tay cầm nan phiến. Hai người này thoát cái đã tiến đến ngay sát cạnh bố mẹ tôi, chỗ đang bất tỉnh. Đoạn chàng thanh niên kia đốt lên một sấp bùa rồi tung vào giữa màn đêm. Ngọn lửa trên mấy tấm bùa này cháy phập phồng, họa ra như hình nữ nhân, trông thực sự là kiều diễm lắm. Chỉ trong thoáng chốc, hai người hắc bạch đã mỗi người mỗi bên rồi, tay cầm khí giới mà áp giải nữ nhân
đi về phía khoảng không vô định trong cơn bão cát cuồng phong. Trước lúc biến mất, người nữ nhân có quay lại, hướng ánh mắt không tròng về phía tôi mà đổ dòng huyết lệ, gương mặt như đang cầu khẩn điều gì đó. Thầy Hữu khi ấy thấy sự tình như vậy thì dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ cúi đầu tiễn biệt nữ nhân. Việc đã xong rồi, tại hạ xin được cáo lui trước đây. Còn về anh Đại thì ắt nhân sinh đã có sự sắp đặt, sau này mấy người chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhiều trên ngã ba Bạch Hạc. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, người thanh niên đó dắt kiếm ra sau lưng rồi lập tức chạy ra phía ngoài đường, vun vút lao đi trong màn đêm. Thầy Hữu quay sang tôi, gấp gáp căn dặn vài câu. Vạn sự lúc nãy đã yên rồi, nhà con đã giải được tai ách này rồi. Bố mẹ cứ để lát nữa sẽ tự tỉnh thôi. Ta phải đuổi theo người ban nãy thôi. Nghiệp âm là gì, con đã hiểu được mấy phần rồi đấy. Sau này chúng ta có duyên, ắt sẽ tương phùng. Tôi ngẩn người chưa kịp đáp lời thì thầy Hiếu đã phi thân đuổi theo chàng thanh niên nọ, bỏ mặc lại mình tôi giữa bộn bề của tâm lý. Ngay lúc ấy, chính bản thân tôi thực lòng mà nói cũng còn chưa hiểu rõ được hai chữ nghiệp âm. Mọi chuyện nó đến và đi một cách chóng vánh, tựa hồ như cơn sóng bể vậy. Phải chăng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao mà tôi vô tình được chọn là người mục sở thị? Thật khó để bộc bạch hết được tâm can tôi khi ấy. Nghiệp âm tiền định từ muôn kiếp, nhân gian thống khổ khắp biển sâu. Cõi đời, cõi đạo âu một vẻ, tam mệnh thiếu niên xuất anh hùng. Hết phần 1.